Đầu tiên là sẽ dùng vam để mà cân chỉnh lại thép chờ. Dùng vam cân chỉnh lại thép chờ để cho nó vào trong, vào bên trong. Sau đó ba người sẽ dựng cột lên. Dựng cột lên. Rồi, hai người sẽ đỡ và bắc dàn giáo vào. Một người đỡ, hai người bắc dàn giáo vào. Để thật khỏe. Rồi, lên giáo. Một người sẽ lên giáo đỡ phía trên, hai người sẽ dùng móc thấy thật khỏe đỡ phía trên, phải thật khỏe, nâng cột lên, trượt ở một thanh ở ngoài rồi, một thanh ở ngoài mất rồi, lên đây, lên lại đi. Và hạ xuống thật cẩn thận, một người giữ giáo đây. Đấy, đã ok, đã okay.